qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xác định tôm nước lợ là một trong những thương hiệu quốc gia cần được phát triển. Tuy nhiên, ngành tôm Việt Nam vẫn chưa hết khó khăn, khi mới đây, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã đưa ra mức thuế chống bán phá giá khá cao so với phán quyết sơ bộ, khiến kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này vào Hoa Kỳ có thể sụt giảm. Theo đó, mức thuế mà Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC áp cho các lô hàng tôm đông lạnh Việt Nam nhập khẩu vào thị trường này của các bị đơn bắt buộc và tự nguyện là 4,87%. Cơ sở để Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa ra mức thuế này là do tiếp tục chọn Bangladesh làm quốc gia thứ ba để so sánh về giá. Trong khi đây là quốc gia không có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam, ảnh hưởng đến lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất khẩu, khiến chi phí sản xuất tăng đáng kể. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Hoa Kỳ từ đầu năm đến nay đạt hơn 600 triệu đô la Mỹ, tăng trên 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Đà tăng trưởng này có thể khó duy trì trước việc tăng thuế chống bán phá giá lần này của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Trong khi đó, Hoa Kỳ là một trong những thị trường nhập khẩu chiếm gần 20% tổng sản lượng tôm xuất khẩu của Việt Nam. Các doanh nghiệp đã có sự thay đổi rõ rệt về nhận thức trong việc xây dựng và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại thị trường quốc tế, nhưng vẫn còn gặp khó khăn khi đăng ký thủ tục, dẫn đến nhiều sản phẩm có thế mạnh bị mất thương hiệu. Đây là nhận định được đưa ra tại hội thảo Quản lý và khai thác giá trị thương hiệu do Bộ Công Thương tổ chức ngày 16 tháng 9 tại Hà Nội. Hiện Việt Nam đã đăng ký thành công bảo hộ chỉ dẫn địa lý của các sản phẩm nước mắm Phú Quốc tại 28 nước thành viên châu Âu. Ngoài ra còn một số sản phẩm khác. Tuy nhiên, số doanh nghiệp làm được điều này chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ so với yêu cầu thực tế. Nhiều doanh nghiệp có điều kiện để đăng ký nhãn hiệu quốc tế nhưng lại chưa thực hiện để được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Rõ ràng với quá trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, nó đòi hỏi những cái quy trình thủ tục hết sức phức tạp. Tại Việt Nam cũng đã không đơn giản, tại nước ngoài thì lại càng phức tạp hơn. Và điều đó nó bị cản trở phần nào bởi cái tiềm lực, cả về tài chính, cả về nhân lực của các doanh nghiệp của chúng ta. Do vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là những lý do vậy đó thì hoàn toàn có thể khắc phục. Để có vấn đề là chúng ta quyết tâm và thực hiện nó với cung cách hay là cách tiếp cận và phương pháp hiệu quả như thế nào mà thôi. Hiện việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế còn gặp nhiều khó khăn. Nhận thức về mặt pháp luật của doanh nghiệp về đăng ký nhãn hiệu còn hạn chế. Hơn nữa, do độ vênh pháp luật về sở hữu trí tuệ giữa các nước, quan niệm thế nào về một nhãn hiệu đáp ứng tiêu chuẩn thì doanh nghiệp lại chưa nắm vững. Để phát triển ra thị trường nước ngoài thì trước nhất là họ phải có một cái là trong tay một cái nhãn hiệu đáp ứng tiêu chuẩn về mặt quy định pháp luật của từng nước. Tức là họ phải làm một cái điều tra thị trường đối với các nước mà sản phẩm của họ sẽ sang để xem là đối với cái thị trường như thế thì họ có quy định gì khác biệt so với Việt Nam về mặt nhãn hiệu hay không, để họ có một cái thiết kế về nhãn hiệu đáp ứng cái tiêu chuẩn đó. Sau khi có một cái nhãn hiệu như thế thì họ phải làm một cái tra cứu xem là nhãn hiệu đó đã có ai đăng ký trước hay chưa. Trong bối cảnh Việt Nam đang tiến gần tới hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, đòi hỏi cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu gắn với đăng ký nhãn hiệu tại thị trường quốc tế để khẳng định năng lực và uy tín của các sản phẩm Việt Nam trên thế giới. Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố kết luận cuối cùng của đợt xem xét hành chính lần thứ 10, thuế chống bán phá giá với tôm nhập khẩu từ Việt Nam. Theo đó, thuế bán phá giá áp lên tôm Việt Nam tăng cao hơn so với đợt xem xét lần thứ 9 trên 5 lần. Cụ thể, 32 doanh nghiệp Việt Nam thuộc nhóm bị đơn tự nguyện bị áp thuế chống bán phá giá trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 2 năm 2014 đến ngày 31 tháng 1 năm 2015 ở mức 4,78%. Mức thuế này cao hơn hẳn so với mức thuế sơ bộ mà Bộ Thương mại công bố hồi tháng 3 năm nay, 3,56%, và so với mức thuế chống bán phá giá của lần xem xét thứ 9 là 0,91%, thì mức thuế chống bán phá giá của lần xem xét thứ 10 cao hơn tới trên 5 lần. Theo FASEP, sở dĩ thuế chống bán phá giá tôm tăng cao là vì Bộ Thương mại Mỹ lại áp dụng phương pháp định giá phân biệt, sử dụng phương pháp quy về không cho việc tính toán biên độ phá giá của các nhà xuất khẩu tôm Việt Nam. Những phương pháp tính thuế chống bán phá giá như trên vốn đã bị các doanh nghiệp Việt Nam phản đối mạnh mẽ trước đây vì nó mang tính bảo hộ, hạn chế thương mại, gây bất công cho các nước xuất khẩu. 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm sang Mỹ đạt 364,8 triệu đô la Mỹ, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong những nước cung cấp tôm lớn nhất cho Mỹ, duy nhất Việt Nam tăng cả về lượng lẫn giá trị xuất khẩu vào thị trường này. Với sự thuận lợi về mặt thị trường, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ trong cả năm nay được dự báo sẽ tăng khá so với năm ngoái. Những thanh niên chỉ tập trung vào điện thoại, đi như người mộng du. Họ có thể bất chấp vừa chơi vừa tham gia giao thông, hay thậm chí mặc kệ những nguy hiểm trước mắt.
ngang nhiên dừng giữa vòng xoay để dò bắt Pokemon.